Những diễn biến mới nhất liên quan đến cục diện xung đột tại Đông Âu. Quan chức thân Nga nói Ukraine mất 25.000 binh sĩ trong trận chiến ở Soledad. Ở phía ngược lại, Ukraine phủ nhận thông tin lính đánh thuê Nga chiếm Soledad, đồng thời nã pháo dữ dội vào lực lượng Nga ở gần thành phố này. Giữa lúc đó, Tổng thống Putin thừa nhận tình hình khó khăn tại 4 vùng vừa sáp nhập từ Ukraine. Bên kia chiến tuyến, ông Zelensky nói xung đột ở Ukraine đã đi đến hồi kết và lộ diện bên thắng cuộc. Cùng lúc đó, Ba Lan tuyên bố gửi đại đội xe tăng báo sa mạc Leopard cho Kiev. Phía Moscow đã nói gì khi lên tiếng về đàm phán hòa bình với Ukraine? Ở diễn biến khác, căng thẳng giữa Nga và phương Tây vẫn chưa có lối thoát. Moscow nói EU đang tiến tới cạnh tranh địa chính trị với Trung Quốc thông qua quan hệ với NATO. Tại khu vực châu Á, nhiều thương vong sau vụ nổ lớn bên ngoài Bộ Ngoại giao Afghanistan. Gần 700 ngôi nhà xuất hiện vết nứt, Ấn Độ sơ tán dân khẩn cấp. Tất cả sẽ có trong chương trình ngay sau đây. Ngọc Anh xin chào mừng quý vị đang đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những tin tức nổi bật liên quan đến căng thẳng ở châu Âu cùng nhiều diễn biến mới trên thế giới sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Hãng tin TASS dẫn lời cựu đại sứ Cộng hòa Nhân dân Lugansk LPR tự xưng tại Nga, ông Rodion Mirosnik cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine đã mất khoảng 25.000 binh sĩ trong các cuộc giao tranh giành thành phố Soledad. Ukraine đã phải trả một cái giá quá đắt để cố thủ ở Soledad. Ông Mirosnik nói với TASS, cuối cùng, vì cố giữ một thành phố từng có 10.000 dân, chính quyền Kiev đã phải trả giá bằng 2,5 lần con số đó. Cựu đại sứ nói thêm, theo ông Mirosnik, những thương vong này là không thể thay thế và sẽ để lại dấu ấn về khả năng chiến đấu của các lực lượng vũ trang Ukraine. Bằng việc đưa các binh sĩ không được trang bị và không được huấn luyện đầy đủ vào tham chiến, chính quyền Kiev đã vẽ nên một viễn cảnh chiến thắng vẻ vang của lực lượng quân đội Ukraine. Cựu độc phái viên nói thêm, hiện các báo cáo về tình hình giao tranh giữa các bên chưa thể kiểm chứng độc lập. Ở phía ngược lại, theo hãng tin Sky News, thống đốc khu vực Donetsk Pavlo Kirilenko đã bác bỏ tuyên bố từ nhóm lính đánh thuê thân Nga Wagner rằng họ đã nắm quyền kiểm soát thị trấn khai thác muối Soledad, đồng thời nói rằng trận chiến khốc liệt nhất vẫn đang tiếp diễn. Phát biểu từ thành trì phía đông Kramatorsk, ông Kirilenko cho biết nỗ lực bao vây Soledad của Nga đã không thành công. Thêm vào đó, trong một chia sẻ với Kiev Independent, ông Kirilenko còn cho hay trận chiến đang tiếp tục ở phía tây và phía bắc của thị trấn, bao gồm cả bên trong mỏ muối, nơi nhóm lính đánh thuê dường như đã công bố các hình ảnh được chụp từ khu vực này. Quân đội Ukraine đang chiến đấu để giành lấy từng cm đất tại khu vực Donetsk, bao gồm cả Soledad, ông Kirilenko nhấn mạnh. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Anna Malia chiều ngày 11 tháng 1 năm 2023 khẳng định Nga chưa kiểm soát Soledad, thị trấn ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Cụ thể, bà Malia viết trên mạng xã hội Telegram rằng giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục ở Soledad, quân Nga đã bị tổn thất nặng nề và phía lực lượng lính đánh thuê Wagner đã phải điều động thêm binh lính, cố gắng chọc thủng hàng phòng ngự của Ukraine để chiếm hoàn toàn thị trấn nhưng không thành công. Không dừng lại ở đó, theo Reuters đưa tin, quân nhân Ukraine ngày 11 tháng 1 năm 2023 đã khai hỏa lựu pháo tự hành PZH-2000 do Đức chế tạo nhắm vào các vị trí của lực lượng Nga ở gần thành phố Soledad. Các binh sĩ cho biết, mặc dù có một vài lỗi kỹ thuật, nhưng họ rất hài lòng với màn thể hiện của pháo PZH-2000. Một người lính có biệt danh Pravda cho biết, lựu pháo này của họ đã bắn hơn 1.300 phát đạn trong vòng 2 tháng. Ở chế độ tự động, tỷ lệ nã pháo nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi, lựu pháo này bắn ra rất nhanh và chính xác. Nếu bạn thao tác mọi thứ đúng cách, cỗ pháo này sẽ khai hỏa cực kỳ chính xác, người lính Ukraine chia sẻ với phóng viên Reuters. Hiện giao tranh đang bùng nổ dữ dội nhất ở Soledad và có thể quân Nga đang thắng thế, theo Reuters. Nếu kiểm soát được Soledad, đây sẽ là một thành công mang ý nghĩa biểu tượng với quân Nga sau nhiều bước lùi trong chiến đấu vài tháng qua. Ngoài ra, Soledad cũng có giá trị lớn về quân sự và thương mại. Trước đó, giám đốc công ty quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin tối ngày 10 tháng 1 năm 2023 cho biết các lực lượng lính đánh thuê của Nga đã kiểm soát thành phố Soledad, nơi xảy ra giao tranh dữ dội trong vài ngày qua. Trong hôm 11 tháng 1 năm 2023, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo rằng các lực lượng Nga đã phong tỏa Soledad từ phía Bắc và phía Nam, giao tranh đang diễn ra bên trong thành phố. Theo Yan Gazin, chuyên gia quân sự và cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng TPR Denis Pushilin, có thể còn khoảng 500 quân nhân Ukraine vẫn đang mắc kẹt tại Soledad. Trong khi đó, theo Reuters,
Phát biểu tại cuộc họp của chính phủ ngày 11 tháng 1 năm 2023, Tổng thống Vladimir Putin cho biết tình hình ở bốn vùng lãnh thổ mới mà Nga sáp nhập từ Ukraine vào cuối tháng 9 năm ngoái hiện vẫn vô cùng khó khăn ở nhiều nơi. Tuy vậy, ông Putin nhấn mạnh Nga có đủ mọi nguồn lực để cải thiện đời sống của người dân ở bốn vùng Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia. Moscow đơn phương sáp nhập bốn tỉnh này của Ukraine sau cuộc trưng cầu dân ý mà Điện Kremlin nói rõ ràng và minh bạch. Ngược lại, Kiev và phương Tây tố cáo Nga đã sáp nhập phi pháp các vùng đất thuộc về Ukraine. Về phía Ukraine, Tổng thống nước này, ông Volodymyr Zelensky mới được khẳng định thế giới sẽ không chứng kiến cuộc đại chiến giữa nhiều nước bùng nổ tại Ukraine. Ông Zelensky nói trong video ghi hình sẵn và phát biểu trong lễ trao giải quả cầu vàng lần thứ 80 vào ngày 10 tháng 1 năm 2023 rằng Thế chiến thứ nhất khiến hàng triệu người thiệt mạng, Thế chiến thứ hai khiến hàng chục triệu người tử vong. Sẽ không có Thế chiến thứ ba, đây không phải là phần tiếp theo trong bộ ba. Hãng tin Anadolu dẫn lời ông Zelensky tiếp tục khẳng định xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn chưa khép lại, nhưng một hồi kết đang đến và đã rõ ai giành được thắng lợi cuối cùng. Ông nói thêm, sẽ có những trận đánh và nước mắt ở phía trước, nhưng giờ đây tôi hoàn toàn có thể khẳng định với tất cả mọi người ai là người tốt nhất trong năm vừa qua. Đó là tất cả các bạn, những người tự do của một thế giới tự do, những người đã đoàn kết giúp đỡ nhân dân Ukraine khi chúng tôi đấu tranh vì tự do, dân chủ, vì quyền được sống và được yêu thương. Ông Zelensky cảm ơn tất cả những người đã chia sẻ và giúp đỡ Ukraine dù không rõ từng người là ai và đến từ đâu. Ông Zelensky nhấn mạnh, Kiev sẽ chặn đứng lực lượng Nga với sự đồng lòng giúp đỡ của thế giới tự do. Phía Nga chưa đưa ra phản ứng về phát biểu của ông Zelensky. Ngày 24 tháng 2 năm ngoái, Moscow tuyên bố phát động chiến dịch quân sự đặc biệt để giải phóng cho người dân nói tiếng Nga khỏi sự đàn áp của chế độ Kiev, đồng thời phi quân sự hóa và phi phát xít hóa nước hàng xóm. Kiev và phương Tây bác bỏ một lập luận này, cho rằng đó chỉ là cái cớ để tấn công Ukraine. Giữa lúc đó, theo hãng tin TASS, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 11 tháng 1 năm 2023 cho rằng Nga vẫn chưa nhận thấy có triển vọng cho các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine ở thời điểm hiện tại. Phát biểu trên được đưa ra khi người phát ngôn Điện Kremlin bình luận về tuyên bố của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, người nói rằng Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine. Cụ thể, ông Peskov nói, một khi việc đối thoại với Nga vẫn bị cấm hoặc trừ khi phương Tây cho phép Kiev linh hoạt trong vấn đề này, Nga vẫn chưa nhận thấy có bất kỳ triển vọng đối thoại nào với Ukraine ở thời điểm này. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần nói rằng chúng tôi vẫn sẵn sàng cho việc này. Tuy nhiên, chúng tôi muốn đạt được các mục tiêu của mình thông qua con đường hòa bình và ngoại giao, ông Dmitry Peskov nói thêm. Người phát ngôn Điện Kremlin thừa nhận rằng hiện nay không có cuộc đàm phán nào có thể xảy ra và nêu ra một số lý do. Trước đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu khẳng định Ankara ủng hộ kế hoạch một giải pháp hòa bình được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất. Tờ Wall Street Journal ngày 22 tháng 12 trích dẫn các nguồn tin giấu tên của Mỹ và châu Âu cho biết Kiev đang nghiên cứu những chi tiết cuối cùng của đề xuất giải quyết xung đột một cách hòa bình có thể sẽ được công bố vào tháng 2 này. Trước đó, phát biểu tại một cuộc họp của Quốc hội Mỹ sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông Zelensky cho biết ông và Tổng thống Biden đã thảo luận về các đề xuất của Kiev nhằm giải quyết các cuộc xung đột ở Ukraine. Theo ông Zelensky, ông Biden ủng hộ sáng kiến của Ukraine về cuộc tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu để thảo luận những đề xuất này. Các quan chức Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ kế hoạch hòa bình nào với Ukraine đều phải tính đến thực tế mới, cụ thể là việc sáp nhập bốn khu vực mới vào Nga. Ở diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm thứ Tư đã bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Valery Gerasimov là chỉ huy phụ trách chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, đánh dấu một lần nữa Moscow thay đổi các vị trí cao nhất trong quân đội, thông tin do Reuters đăng tải. Tướng Gerasimov cũng như Bộ trưởng Shoigu đã hứng chịu chỉ trích của các blogger quân sự diều hâu ở Moscow khi quân đội Nga nhiều lần phải lui binh và dường như chiến dịch quân sự đã kéo dài hơn dự tính, theo Reuters. Thông báo mới của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Bộ trưởng Shoigu đã bổ nhiệm tướng Gerasimov làm chỉ huy lực lượng hiệp đồng chiến dịch quân sự tại Ukraine. Đây là vị trí cao nhất trong số các tướng chỉ huy trận địa của Nga. Vào tháng 10 năm ngoái, Nga đã chọn tướng Sergei Surovikin có biệt danh vị tướng ngày tận thế vì sự lạnh lùng khét tiếng của ông, làm người dẫn dắt chiến dịch ở Ukraine. Giờ đây, ông Surovikin sẽ là cấp phó của tướng Gerasimov, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Thông báo viết thêm, việc thay đổi nhằm tăng cường độ hiệu quả của các nhiệm vụ quân sự ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, sự gia tăng mức độ lãnh sự, chiến dịch quân sự đặc biệt là phù hợp với việc mở rộng quy mô các nhiệm vụ với nhu cầu tổ chức kết nối chặt chẽ hơn giữa các nhánh quân của lực lượng vũ trang và cải thiện chất lượng chiến đấu, tăng tính hiệu quả của việc quản lý lực lượng Nga. Tuy nhiên, các blogger ủng hộ Điện Kremlin vẫn tỏ ra không ấn tượng với lần xáo trộn nhân sự nói trên, theo Reuters. Một blogger quân sự Nga có tên Breitbart viết trên Telegram,
bức tranh toàn cảnh vẫn không thay đổi, chỉ là thay đổi vị trí các mảnh ghép. Reiber cho rằng có vẻ như ông Sorovikin, một chỉ huy lão luyện đã chinh chiến ở Chechnya và Syria, bị đưa xuống vị trí cấp phó vì những thiệt hại của quân đội Nga gần đây, bao gồm vụ Ukraine pháo kích vào doanh trại ở Makivka đêm giao thừa, khiến ít nhất 89 binh sĩ của Moscow thiệt mạng. Nhà phân tích chính trị Anbas Galiamov cho biết rằng gần đây Nga cũng đã thay đổi vị trí của một vị tướng hàng đầu khác. Theo đó, Thượng tướng Alexander Lapin vào hôm thứ Ba chuyển sang giữ các vị trí tham mưu trưởng lực lượng lục quân. Việc dịch chuyển các tướng lĩnh từ chiếc ghế này sang ghế khác giữa lúc giao tranh bùng nổ ác liệt có thể nói lên rất nhiều điều, ngoại trừ việc khẳng định mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch. Nhà bình luận Galiamov nêu quan điểm. Cùng lúc đó, theo đài CNN, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm 11 tháng 1 năm 2023 cho biết sẽ gửi xe tăng chiến đấu Leopard từ Ukraine. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Ba Lan có cuộc gặp gỡ với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại tỉnh Lviv, Ukraine. Một đại đội xe tăng Leopard sẽ được gửi đến Ukraine như một phần trong nỗ lực xây dựng một liên minh quốc tế, và quyết định này được đưa ra tại Ba Lan, ông Duda viết trên tài khoản Twitter chính thức của mình. Trong khi đó, phát biểu trong một cuộc họp báo ở Lviv cùng với người đồng cấp Ba Lan và các đối tác Litva, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng hôm nay có thể nói xe tăng là một từ rất quan trọng đối với nền quốc phòng của chúng ta, đối với nhà nước của chúng ta, đối với quân đội của chúng ta, đối với nền phòng thủ chung của Ukraine và toàn châu Âu. Đồng thời cho biết ông rất hoan nghênh quyết định này. Xe tăng Leopard được sản xuất tại Đức và việc tái xuất khẩu loại vũ khí này thường cần sự chấp thuận của chính phủ Đức. Theo CNN, đây sẽ là lần đầu tiên một chiếc xe tăng do phương Tây sản xuất được gửi đến cho Kiev kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Liên quan đến mối quan hệ căng thẳng giữa Nga và phương Tây, hãng tin Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 11 tháng 1 năm 2023 cho rằng Liên minh châu Âu đang tiến tới cạnh tranh địa chính trị với Trung Quốc thông qua quan hệ đối tác ngày càng sâu sắc với NATO và ký kết tuyên bố chung về sự hợp tác giữa hai tổ chức này. Trước đó vào ngày 10 tháng 1 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã ký kết biên bản ghi nhớ cùng với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Tài liệu nêu rõ ý định của các tổ chức đồng minh trong việc tăng cường hợp tác, công nhận NATO là nền tảng của an ninh tập thể và nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phòng thủ châu Âu như một phần bổ sung cho an ninh chung. Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga, tuyên bố chung nói trên là một bài ca ngợi khác về triết lý uy quyền tối cao của phương Tây, trong đó tuyên bố rằng NATO và EU sẽ sử dụng tất cả các biện pháp chính trị, kinh tế và quân sự vì lợi ích của 1 tỷ công dân của hai tổ chức. Trong khi đó, phần còn lại của thế giới về cơ bản được EU và NATO coi là một môi trường thù địch, bà Zakharova nói thêm. Bên cạnh đó, bà Zakharova cũng cho rằng cách tiếp cận hung hăng và đối đầu của NATO và EU đối với các quốc gia theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập cũng như nỗ lực chia rẽ của các quốc gia thành bạn và thù sẽ chỉ cản trở việc giải quyết hòa bình cho xung đột toàn cầu và làm suy yếu an ninh quốc tế trong khu vực. Ngoài ra, điều này cũng làm gia tăng nguy cơ đối mặt với những thách thức dai dẳng của chủ nghĩa cực đoan. Tại khu vực châu Á, ABC News ngày 11 tháng 1 năm 2023 dẫn lời một quan chức Taliban cho biết ít nhất 20 người đã thiệt mạng và hơn 40 người bị thương trong vụ nổ lớn bên ngoài Bộ Ngoại giao Afghanistan ở thủ đô Kabul. Ustad Fryrun, một quan chức của Bộ Thông tin Afghanistan do Taliban điều hành cho biết, vụ nổ được cho là do một kẻ cực đoan thực hiện và người này đã lên kế hoạch xâm nhập Bộ Ngoại giao nhưng không thành công. Người phát ngôn của Sở Cảnh sát Kabul, ông Khalid Kabul cho biết, các đội an ninh đã được triển khai tới hiện trường vụ tấn công sau khi vụ nổ xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều theo giờ địa phương. Vụ nổ được cho là xảy ra khi một phái đoàn Trung Quốc đang gặp mặt các quan chức Bộ Ngoại giao chính quyền Taliban. Stefano Soja, giám đốc của một tổ chức phi chính phủ của Ý tại Afghanistan cho biết con số thương vong đang tiếp tục tăng lên. Liên Hợp Quốc và một số quốc gia bao gồm Pakistan và Vương quốc Anh đã lên án vụ tấn công nói trên. Theo hãng tin Ahmad của nhóm chiến binh nhà nước Hồi giáo cho biết trên Telegram, nhóm này đã nhận trách nhiệm về vụ việc. Chính quyền do Taliban điều hành đã phải đối mặt với cuộc nổi dậy của các chiến binh nhà nước Hồi giáo, những kẻ đã nhắm mục tiêu vào nhà nước ngoài, bao gồm các đại sứ quán Nga và Pakistan và một khách sạn phục vụ các doanh nhân Trung Quốc. Theo Reuters, giới chức Ấn Độ hôm 10 tháng 1 năm 2023 cho biết sắp phá hủy một số tòa nhà ở một thị trấn phía bắc dãy Himalaya gần biên giới với Trung Quốc sau khi hàng trăm ngôi nhà trong khu vực xuất hiện các vết nứt do nền đất bị đứt gãy, buộc các cư dân sống tại đây phải sơ tán trong vài ngày qua. Đây cũng là vùng đất thu hút nhiều khách hành hương và khách du lịch. Từ nhiều năm qua, các chuyên gia đã cảnh báo về hoạt động xây dựng tràn lan, trong đó các dự án năng lượng của các công ty như NTPC ở trong và xung quanh thị trấn Joshimath, huyện Chamoli,
có thể dẫn tới tình trạng sụt lún đất nền. Các nhà chức trách cho biết, trong những tuần gần đây, gần 700 ngôi nhà ở thị trấn Josimat xuất hiện các dấu hiệu vết rạn nứt và khoảng 410 phải tiến hành sơ tán đến nơi an toàn. Giám đốc khoa học Viện Nghiên cứu Xây dựng Trung ương do chính phủ điều hành, ông TB Kanungo cho biết, chúng tôi sẽ dỡ bỏ các khu vực này trước, sau đó phá hủy các ngôi nhà từ đỉnh và dần dần xuống chân đồi. Trong khi đó, người phụ nữ là chủ các cửa hàng ở khu chợ tại thị trấn chân đồi đã tổ chức một cuộc biểu tình để phản đối kế hoạch nói trên, vì lo ngại một số khu chợ có khả năng bị san bằng và nguồn thu nhập chính của họ phụ thuộc vào các khu chợ. Nhà sản xuất điện lớn nhất Ấn Độ, đại diện Tập đoàn Nhiệt điện Quốc gia NTPC cho biết không thể đổ lỗi cho việc đào hầm và các công trình của họ là nguyên nhân gây ra các vết nứt ở thị trấn có khoảng 17.000 dân này. Vị quan chức này cho biết thêm, đường hầm liên quan cách khu vực bị ảnh hưởng 1 km và nằm sâu dưới lòng đất 1 km. Năm 2021, huyện Chamoli từng trải qua một trận lũ quét khiến 200 người thiệt mạng và cuốn trôi hai công trình điện hydro, khiến các nhà khoa học càng chú trọng nghiên cứu về biến đổi khí hậu và những ảnh hưởng tới các dãy núi cao nhất thế giới. Một trong số đó là dự án của tập đoàn NTPC. Người phát ngôn của NTPC hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Tòa án tối cao Ấn Độ dự kiến sẽ đưa vụ việc ra xét xử nhằm đảm bảo những cư dân bị ảnh hưởng sẽ được đền bù do thiệt hại vào ngày 16 tháng 1 năm 2023 sắp tới. Với khoảng 17.000 dân, thị trấn Josimat nằm ở bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ, là cửa ngõ để các tín đồ hành hương tới những đền thờ linh thiêng của người theo đạo Hindu và đạo Sikh. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Ngọc Hoa xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.